Hi guys, welcome to layahay.com. Our lesson today is lesson 1 of unit 6, Community Services. Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với layahay.com. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau đến với bài học số 1 của unit 6 với chủ đề các dịch vụ cộng đồng. Phần học hôm nay sẽ là phần Speaking, phần luyện nói về chủ đề Is there a library near here? Có thư viện nào gần đây không? Hoạt động A. You're visiting a new town. Working pairs, student A, stay on this page and answer student B's questions about Maple Falls. Student B, turn to page 122, file 5. Ở hoạt động này, chúng ta có tình huống các em đang đến thăm một thị trấn mới. Hãy làm việc theo cặp. Học sinh A, em hãy ở lại trang này, tập trung vào bản đồ của Maple Falls và trả lời các câu hỏi của học sinh B. Học sinh B, em hãy chuyển đến trang 122, file 5. Rồi chúng ta cùng nhau chuyển đến file 5 của trang 122. Yêu cầu ở hoạt động A của học sinh B. Look at the map of Maple Falls and ask about these places. Hospital, bus station and police station. Add them to the map. Học sinh B, em hãy nhìn vào bản đồ Maple Falls và hỏi đường các địa điểm sau: hospital, bệnh viện, bus station, trạm xe buýt và police station, đồn cảnh sát. Sau khi được học sinh A chỉ đường, các em hãy điền những địa điểm này vào bản đồ còn thiếu. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi về địa điểm đầu tiên: hospital, bệnh viện. Học sinh B sẽ bắt đầu bằng excuse me. Is there a hospital in Maple Falls? Xin lỗi, có bệnh viện nào ở Maple Falls không? Rồi, học sinh A nhìn vào bản đồ Maple Falls của mình, tìm thấy bệnh viện nằm trên đường Orange và nằm giữa bưu điện và quán cà phê. Vậy nên, học sinh A trả lời: yes, the hospital is on Orange. Orange Street. It is between the post office and the cafe. Yes, the hospital is on Orange Street. It's between the post office and the cafe. Vâng, bệnh viện nằm trên đường Orange và nó ở giữa bưu điện và quán cà phê. Học sinh B nhìn vào bản đồ Maple Falls của mình, xác định được đường Orange, post office, bưu điện và quán cà phê. Vậy thì bệnh viện sẽ nằm giữa bưu điện và quán cà phê. Sau đó, học sinh B tiếp tục hỏi về bus station, trạm xe buýt. Thanks. Cảm ơn. Oh. And where is the bus station? Cảm ơn. Và trạm xe buýt ở đâu? Học sinh A nhìn vào bản đồ, thấy trạm xe buýt nằm trên đường Queen's Road.
và đối diện ga tàu, vậy nên học sinh A sẽ trả lời. Is on Queen's Row and is opposite the train station. Nó nằm trên đường Queen và nó đối diện ga tàu. Rồi, học sinh B nhìn vào bản đồ của mình, tìm thấy đường Queen và ga tàu. Vậy thì địa điểm đối diện ga tàu sẽ là trạm xe buýt mà học sinh B vừa hỏi. Cuối cùng, học sinh B sẽ hỏi về Police Station, đồn cảnh sát. Thanks. And where's the police station? Cảm ơn bạn. Và đồn cảnh sát ở đâu? Nằm trên đường Orange và đối diện quán cà phê. Vậy nên, học sinh A sẽ chỉ đường. Well. It's on Orange Street and is opposite the cafe. À, nó ở đường Orange và đối diện quán cà phê. Học sinh B sau khi đã hỏi đường xong các địa điểm mình cần đến và trả lời học sinh A. Great. Thank you. Tuyệt vời, cảm ơn bạn. Rồi sau khi đã hoàn thành xong bản đồ Maple Forest của học sinh B, chúng ta cùng nhau chuyển đến hoạt động B. Student B, answer student A's questions about Fairview. Học sinh B, em hãy trả lời các câu hỏi của học sinh A về bản đồ Fairview. Yêu cầu ở hoạt động B của học sinh A. Student A, look at the map of Fairview and ask about these places. Post office, library, and train station. Add them to the map. Tương tự như hoạt động A, học sinh A sẽ nhìn vào bản đồ Fairview còn thiếu của mình và hỏi về các địa điểm post office, bưu điện, library, thư viện và train station, ga tàu. Rồi đổi vai và thực hành tương tự như hoạt động A. Học sinh A sẽ là người bắt đầu đoạn hội thoại. Excuse me. Hỏi về post office đầu tiên. Is there a post office in Fairview? Xin lỗi, có bưu điện ở Fairview không? Rồi, học sinh B nhìn vào bản đồ Fairview, tìm thấy bưu điện nằm trên đường Main và đối diện supermarket, đối diện siêu thị. Vậy nên học sinh B sẽ chỉ đường cho học sinh A. Yes. The post office is
On Main Street. It's opposite the supermarket. Vâng, bưu điện nằm trên đường chính và nó đối diện siêu thị. Học sinh A tiếp tục hỏi về library, thư viện. Thanks. Oh. Where is the library? Cảm ơn. Oh, và thư viện ở đâu? Thư viện nằm trên trục đường chính và nằm ở giữa siêu thị và đồn cảnh sát. Vậy nên học sinh B sẽ trả lời. It's on Main Street and is between the supermarket and đồn cảnh sát, the police station. Rồi, địa điểm cuối cùng học sinh A cần đến là train station, ga tàu. Thanks. And where is the train station? Cảm ơn. Và ga tàu ở đâu? Rồi, ở bản đồ của học sinh B, học sinh B tìm thấy ga tàu, train station cũng nằm trên đường. Nằm trên trục đường chính và đối diện thư viện. Vậy nên học sinh B trả lời. Well, is on Main Street still. Is opposite the library. À, nó cũng nằm trên trục đường chính và nó đối diện thư viện. Học sinh A sau khi đã hỏi được các địa điểm mình cần đến sẽ trả lời. Great. Thank you. Tuyệt vời, cảm ơn bạn. Vậy thì dựa vào sự chỉ đường của học sinh B, học sinh A sẽ xác định được địa điểm nằm đối diện siêu thị và nằm trên trục đường chính sẽ là Post Office. Về địa điểm thư viện Library sẽ nằm trên trục đường chính và nằm giữa siêu thị và đồn cảnh sát. Cuối cùng là train station, cũng nằm trên trục đường chính và nằm đối diện thư viện. Chúng ta đã hoàn thành xong các hoạt động của phần speaking. Thanks a lot for your watching. Have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chúc các em có ngày học tập thật hiệu quả với lời dạy hay.com. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo nhé.